Trên khắp quê hương Cà Mau, đặc biệt là trong những ngày này, tại các vùng quê có sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết thì không khí mùa xuân lại càng nhộn nhịp và tất bật hơn. Thông tin từ truyền hình Cà Mau. Từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, Hợp tác xã Ba Khía Trầm Chơi đã cho ra thị trường nhiều món ăn làm từ ba khía và tôm như ba khía muối, riêu ba khía, mắm tôm, tôm xẻ, tôm khô. Do nguồn nguyên liệu tại chỗ nên giá thành các sản phẩm ở đây luôn tươi ngon, giá thành hợp lý. Cái nguồn nguyên liệu mắm tôm thì đây là một cái hình thức mà làm truyền thống, nhưng mà kết hợp những cái công thức độc quyền riêng thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ không có phụ thuộc vào cái tủ lạnh như trước đây. Tức là trước đây mình chế biến, mình sản xuất ra mắm tôm mình chỉ ăn được cái thời gian ngắn hạn thôi. Còn tại cơ sở thì đã nghiên cứu ra một cái công thức mới hơn là làm mắm tôm có thể để bên ngoài sử dụng lâu hơn, và đặc biệt là cái việc mà để bên ngoài lâu hơn này nó phù hợp với những cái khách hàng mà bán chợ và các siêu thị, thì họ sẽ được bảo quản lâu và họ sẽ trữ bán được lâu hơn so với cái mắm tôm truyền thống. Nguồn tôm là đặc biệt là để mắm tôm ngon là phải tôm trong ngày. Căng trong ngày mình về mình làm thì tôm nó mới dai và cái thịt nó không có bở. Với cách làm truyền thống nên các sản phẩm của Hợp tác xã Ba Khía Đầm Chơi tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các phẩm màu hoặc các loại thuốc để đuổi côn trùng. Thì Ba Khía Đầm Chơi thì lúc trước thì chưa có tiếng nói về trên thương trường. Thì gần đây thì Ba Khía Đầm Chơi cũng đã được các tỉnh là công nhận là Ba Khía Đầm Chơi rất là sạch, ngon, là không thua gì các Ba Khía ở trong khu vực. Thì chính vì vậy thì để cho sản phẩm tiếp tục mà vươn xa nữa thì chỗ Ba Khía Đầm Chơi đã đăng ký chương trình mỗi xã một sản phẩm là tham gia OCOP. Từ việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cùng với đăng ký nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ quét mã QR, truy xuất nguồn gốc vào từng sản phẩm, khâu đóng gói được sử dụng các công nghệ hộp nhựa PET đã tạo được sự độc đáo và an toàn cho từng sản phẩm. Với cách làm hiệu quả, Hợp tác xã Ba Khía Đầm Chơi đã tự nâng cao sức cạnh tranh, đang từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tạo niềm tin cho nông dân địa phương trong việc đưa các sản vật có sẵn tại địa phương đi xa hơn, nhiều người biết đến hơn. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ chuyện nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí và truyền hình cùng NCB Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của NCB Network và các đơn vị báo đài liên quan, cũng như sử dụng NetLove. Y An xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.